Thưa quý vị, vượt qua mọi khó khăn về lịch thi đấu, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã có màn trình diễn không tưởng để lập cú đúp vàng ở hai nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Báo chí nước ngoài gọi chiến thắng của cô là kỳ tích và vận động viên này là một siêu nhân. Hãng tin AP nhận định vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã lập kỷ lục độc nhất vô nhị khi lội ngược dòng để giành huy chương vàng ở cả hai cự ly 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 32. Bài báo cũng nhận định, bất chấp việc thay đổi lịch trình ở phút cuối, Nguyễn Thị Oanh đã giành huy chương vàng ở hạng mục 1.500m rồi lập tức quay trở lại đường đua để hoàn thành bài thi vượt chướng ngại vật và xuất sắc tiếp tục giành huy chương vàng ở hạng mục này. Hãng tin AP nhận định Nguyễn Thị Oanh thi đấu hai nội dung cự ly trung bình mà thời gian xuất phát chỉ cách nhau 30 phút, thời gian thực tế nghỉ giữa hai nội dung chỉ trong khoảng 10 phút. Chung cuộc, Oanh vẫn lập cú đúp vàng. Đây có lẽ là điều không tưởng tính trên cả bình diện quốc tế. Còn hãng thông tấn AFP của Pháp bày tỏ sự ngưỡng mộ với Nguyễn Thị Oanh. Hãng tin này bình luận, giành hai huy chương vàng nội dung chạy 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ. Đó là những phần thi oai hùng, cho thấy sự thống trị của cô ở khu vực Đông Nam Á. Sau khi về đích, Nguyễn Thị Oanh tâm sự rằng cô rất mệt nhưng vô cùng tự hào với những gì mình làm được.